Ferdinand cảnh báo MU trắng tay 2 năm tới, nên học Liverpool ra sao? Cựu trung vệ lừng danh của MU, Rio Ferdinand, cho rằng Quỷ Đỏ cần xác định tư tưởng rất khó có cửa đua tranh chức vô địch giải Ngoại hạng Anh hay Champions League trong ít nhất 2 mùa giải nữa, khi đoàn quân của huấn luyện viên Ralf Rangnick vẫn đang chơi rất bất ổn. MU đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội giành chiến thắng khi đối đầu các đội bóng vừa và nhỏ ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Trận hòa 0-0 trước đội áp chót bảng xếp hạng Watford hôm 26 tháng 2 vừa qua tại vòng 27 khiến nguy cơ Quỷ Đỏ văng khỏi top 4 đội có cơ hội dự Champions League mùa tới đang hiển hiện trước mắt Ronaldo và các đồng đội. Mới đây, Rio Ferdinand, cựu trung vệ lừng danh từng cùng MU giành mọi danh hiệu tập thể cao quý thời Sir Alex Ferguson và hiện là một bình luận viên nổi tiếng của BT Sports đã lên tiếng chê đội bóng cũ ăn mày quá khứ. Cũng theo huyền thoại bóng đá 43 tuổi, Quỷ Đỏ sẽ cần ít nhất 2 mùa giải nữa để nếm trải cảm giác trắng tay ở cả giải Ngoại hạng Anh lẫn Champions League trong quá trình tái thiết của mình. Phát biểu trên kênh YouTube của mình có tên Vibe with Five, Ferdinand nói: "Vấn đề tôi thấy là Ralf Rangnick đã đến nhưng rồi MU sẽ phải thay huấn luyện viên một lần nữa, phải làm quen với một phong cách bóng đá khác của một huấn luyện viên khác. Sau đó sẽ là một sự biến động khác, một phong cách chơi bóng đá mới để triển khai và các cầu thủ đều hiểu điều đó. Cá nhân tôi thấy MU sẽ mất tối thiểu 2 năm trắng tay nữa nếu muốn mơ đến các danh hiệu lớn. Để tái thiết, để mua cầu thủ chính xác, có một lối chơi cụ thể dưới thời huấn luyện viên mới sẽ cần nhiều thời gian. Sẽ có cả sai lầm, vài thứ đi sai hướng và chúng ta phải kiên định với những con người này, cho họ ít nhất 2 năm để làm nên chuyện. Điều đó sẽ mất nhiều thời gian và bạn không thể vừa chuyển giao vừa vô địch được. Điều đó không thực tế, Liverpool không như vậy. Hãy nhìn Klopp cần bao nhiêu thời gian để vô địch. Hãy học được kinh nghiệm từ thành công của đội bóng khác. Đôi khi bạn phải hạ mình xuống, sống thực tế và nhìn xem mình đang ở đâu." Ferdinand cũng thừa nhận việc MU chiêu mộ Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho mùa hè năm ngoái đã khiến anh phấn khích, nhưng giờ đây huyền thoại này đang cảm thấy khá thất vọng với những bom tấn này của đội bóng cũ. "Danh tiếng của các tân binh làm tôi phấn khích và các fan MU có lẽ cũng cảm thấy như thế. Nhưng thực tế đã cắn xé chúng ta. Giờ là lúc chúng ta phải ngồi xuống và tự nhủ xem mình đang thực sự ở đâu. MU đang không ở vị thế có thể vô địch, đặc biệt là các danh hiệu lớn như là Champions League và Premier League. Tôi cảm thấy đôi khi bạn phải chấp nhận mình đang ở đâu. MU đã cách quá xa quá khứ hào hùng rồi. Đây không còn là MU của 12 hay 15 năm trước." Man United tìm huấn luyện viên mới. Giám đốc bóng đá John Murtough cho biết Man United đang tìm huấn luyện viên mới có thể giúp câu lạc bộ cạnh tranh các danh hiệu từ mùa tới. "Chúng tôi đang triển khai một quy trình kỹ lưỡng để bổ nhiệm huấn luyện viên mới vào mùa hè này với mục tiêu đưa câu lạc bộ trở lại vị thế cạnh tranh các danh hiệu ở các giải quốc nội và đối trường châu Âu", Murtough chia sẻ trên trang chủ Man United hôm ngày 1 tháng 3. Ralf Rangnick làm huấn luyện viên tạm quyền tới hết mùa rồi trở thành cố vấn đặc biệt của Man United trong 2 năm tiếp theo. Ông cũng sẽ tham gia vào quy trình sàng lọc, tuyển chọn nhà cầm quân tiếp theo cho Quỷ Đỏ. Theo báo Anh Sport Mail, Mauricio Pochettino và Erik ten Hag là hai ứng viên hàng đầu tiếp quản chiếc ghế của Rangnick. Pochettino, huấn luyện viên có kinh nghiệm làm việc tại Ngoại hạng Anh với Southampton và Tottenham, có thể tìm bến đỗ mới nếu PSG không vô địch Champions League mùa này. Trong khi đó, ten Hag được nhiều cổ động viên Man United yêu thích vì xây dựng phong cách bóng đá tấn công. Ajax hiện dẫn đầu giải vô địch quốc gia Hà Lan với 57 điểm, ghi tới 71 bàn qua 24 trận. Thầy trò ten Hag cũng nắm lợi thế vào tứ kết Champions League khi hòa 2-2 trên sân Benfica ở lượt đi vòng 1-8. Man United đang gặp khó trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Trận hòa Watford 0-0 ở vòng 27 cuối tuần qua khiến Quỷ Đỏ bị West Ham thu hẹp khoảng cách xuống 2 điểm. Man United vẫn đứng thứ tư với 47 điểm, hơn Arsenal 2 điểm và Tottenham 5 điểm, nhưng đá nhiều hơn hai câu lạc bộ thành London lần lượt 3 và 2 trận. Chủ sân Old Trafford còn một con đường khác để đảm bảo suất dự Champions League mùa tới là đăng quang mùa này. Man United hòa 1-1 trên sân Atletico ở lượt đi vòng 1-8 và sẽ đá lượt về tại Old Trafford ngày 15 tháng 3. Khi được hỏi thêm về mục tiêu của Man United, Murtough nói rằng: "Sự nhất quán là yếu tố then chốt để chúng tôi cạnh tranh vị trí top 4 mùa này. Nhưng tôi muốn nhắc lại rằng đây không phải là mục tiêu cuối cùng của Man United. Tất cả thành viên câu lạc bộ đều tập trung hướng đến những danh hiệu hàng đầu." Cùng ngày, Man United công bố báo cáo tài chính của quý thứ 2 năm tài chính 2022, khi câu lạc bộ tăng trưởng 7,3% về doanh thu.
Đây là kết quả tài chính đầu tiên được Quỹ Đỏ công bố kể từ khi Richard Arnott được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành mới đầu tháng 2. Chủ sân Old Trafford đang nợ ròng 659 triệu đô, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi phí hoạt động trong quý là 239 triệu đô, tăng 54 triệu đô, tương đương 29,7% so với quý trước.